Ngày 11 tháng 4, các cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm vụ việc ông Nguyễn Văn Hùng đánh bảo vệ, xúc phạm nhân viên y tế khi có yêu cầu đo thân nhiệt. Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 9 tháng 4, ông Hùng, 46 tuổi, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh chở 4 người vào bệnh viện Hoàn Mỹ, Đà Lạt cấp cứu. Đến 10 giờ 50 phút cùng ngày thì ông Hùng quay trở lại bệnh viện để và bảo vệ yêu cầu hai người ngồi trên xe phải qua khu vực đo thân nhiệt khai báo sàng lọc y tế trước khi vào bệnh viện thì ông hùng không đồng ý và ham dọa rồi lao vào đánh bảo vệ đồng thời xúc phạm nhân viên bệnh viện